Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Vy Thanh Vân bất ngờ phẫu thuật thẩm mỹ lần thứ 21 khiến ai cũng choáng váng. Cứ tưởng sau 20 lần phẫu thuật thẩm mỹ, Vy Thanh Vân sẽ dừng lại với dung mạo hiện tại. Nhưng không, cô nàng vừa khiến khán giả mắt chữ A, mồm chữ O khi công bố thông tin mình vừa phẫu thuật lần thứ 21. Không chỉ công khai thông tin mình phẫu thuật thẩm mỹ lần thứ 21, Vy Thanh Vân còn làm hẳn một đoạn clip để giải thích về việc giao kéo của mình. Bên dưới bình luận, nữ diễn viên nhận không ít những lời chỉ trích, áp lực từ phía dư luận. Thậm chí có người còn mắng cô điên khi quyết định giao kéo lần thứ 21 ở tuổi 37. Về lý do tiếp tục phẫu thuật thẩm mỹ, nữ hoàng giao kéo bộc bạch. Các bạn có thể thấy qua từng giai đoạn khác nhau công nghệ thay đổi, thì phẫu thuật thẩm mỹ cũng đi lên. Và đó là tại sao những người phẫu thuật thẩm mỹ qua năm tháng họ cũng có xu hướng phải đi giải phẫu theo. Khi đã là con người thì phải đối mặt với một điều cực kỳ kinh khủng, đó là thời gian sẽ là kẻ thù của sắc đẹp. Tôi nghĩ làm đẹp đó là một nhu cầu vô cùng chính đáng. Trên thực tế thì việc giải phẫu thẩm mỹ trên thế giới có từ rất lâu, còn Việt Nam mới có mấy chục năm gần đây thôi. Nếu như ai thích làm đẹp, ai có đam mê làm đẹp, ai có khả năng vượt qua nỗi đau, ai có tiền để làm đẹp thì người đó có quyền làm đẹp. Nó đã là như vậy thì tại sao chúng ta lại trốn tránh? Chúng ta có làm gì khác với luân thường đạo lý đâu? Vy Thanh Vân giải bài chuyện công khai việc làm đẹp thay vì giấu đi. Vy Thanh Vân ủng hộ chuyện giao kéo và khuyên mọi người nên tự tin vào chính mình. Không có một nỗi sợ nào mà chúng tôi không kiềm chế được. Chỉ cần chúng ta chế ngự được những điều đó, chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Thành công trên mọi chiến trường, và chiến trường giải phẫu thẩm mỹ chỉ là một trong những điều nhỏ để chúng ta thành công trong cuộc đời lớn mà thôi. Tôi mong rằng các bạn ơi, nếu như các bạn muốn, thì hãy cho mình một cơ hội để được thay đổi, được làm đẹp, để cho ước mơ của mình thành sự thật. Chúng ta chỉ sống có một đời người mà thôi. Thành công không phải ở đâu xa, mà thành công chỉ đơn giản là vươn lên chính mình. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.